Hiện tại bên em đang đứng ngay cái ngã ba đường Trường Chinh và đường Tân Sơn Nhì, là nơi tiếp nối giữa quận Tân Bình và quận Tân Phú. Ở cái vị trí này được xem là khu cửa ngõ, cho nên lúc nào xe cộ qua lại cũng tấp nập. Từ vị trí đây mình đi ra chợ Bà Huệ rất là gần. Và bên em hôm nay thì giới thiệu đến quý khách một căn nhà mặt tiền đường Tân Sơn Nhì. Phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú nằm giáp với lại quận Tân Bình, cạnh trường đường Trường Chinh và chợ Bà Huệ. Cái tuyến đường này rất là đẹp. Căn nhà có vị trí rất là đẹp, thuận tiện kinh doanh đa ngành nghề. Với cái diện tích là ngang 4m2, dài 5m, mình đúc một lầu. Sổ hồng riêng này đủ diện tích xây đủ, giá chỉ có 5 tỷ 7 còn thương lượng. Vị trí kinh doanh đắc địa. Từ vị trí căn nhà đi ra khu Aon Tân Phú chưa đầy 1 km, và mình đi ra chợ Bà Huẹo thì khoảng vài trăm mét. Để tham quan căn nhà này trực tiếp, làm việc với chính chủ, quý khách vui lòng kết nối với bên em nhé. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video này. Nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những căn nhà mặt tiền mới nhất từ bên em. Cảm ơn quý khách, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video lần sau.